Chúng ta coi tiếp đoạn dưới. Cứ thượng kinh trung, Thế Tôn khuyên Phụ Vương niệm Phật, vì nhất thiết chúng sanh tại sanh tử trung, niệm Phật chi tâm hệ niệm bất chỉ. Phật ý sở chỉ chi niệm Phật, nải tứ chủng niệm Phật, trung chi trì danh niệm Phật. Đây là bốn cách niệm Phật trong Kinh Tạng Tịnh Độ Tông. Bốn cách niệm Phật không giống nhau. Cách nào tiện nhất? Cách nào chắc chắn nhất? Cách nào nhanh nhất? Chắc chắn các bạn niệm Phật sẽ hỏi như thế. Chúng ta nên chọn cách nào? Tiểu bổn kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ đều nói đến trì danh niệm Phật. Cho nên dưới đây nói niệm Phật có bốn cách. Thứ nhất là trì danh niệm Phật, thứ hai là quán tưởng niệm Phật, thứ ba là quán tưởng niệm Phật, thứ tư là thật tướng niệm Phật. Thứ tự sắp xếp này trong nhiều kinh điển đem thật tướng niệm Phật để ở số 1. Trì danh niệm Phật để cuối, sắp ở cuối cùng. Ở đây Hoàng Lão Cư Sĩ để trì danh niệm Phật ở số 1. Vì sao vậy? Vì bổn kinh sở tâm. Dưới đây chúng ta giải thích về bốn cách niệm Phật. Thứ nhất là trì danh niệm Phật, là tông chỉ của bộ kinh này. Xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Sở tông, tông ở đây nghĩa là tu tập. Phương hướng, mục tiêu, tổng cang lãnh chủ yếu. Tu tập chính của pháp môn này là gì? Tu tập chính của chúng ta chính là một câu lục tụ hồng danh, nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng là niệm ra tiếng, miệng niệm. Còn niệm, niệm là ý niệm, niệm ở trong tâm. Xưng là miệng đọc, niệm là tâm đọc, tâm miệng nhất dư, trong ngoài bất nhị. Người này gọi là chân thật niệm Phật. Dưới đây dẫn chứng lời dạy của Thiền Đạo Đại Sư. Thiền Đạo Đại Sư dạy duy có con đường tu tập xưng niệm A Di Đà Phật. Con đường ở đây là đường gần, một con đường gần nhất, con đường phàm phu thành Phật gần nhất, thời gian ngắn nhất, đạt hiệu quả nhất,
đó là đảng niệm A Di Đà Phật. Đảng ở đây có nghĩa là chuyên niệm. Không có bất cứ một tạp niệm nào trong đây, gọi là đảng niệm. Nếu trong đó còn có những tạp niệm khác, là sai rồi. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát viết trong cuốn Tây Phương Sát Chỉ dạy chúng ta rằng, niệm Phật nên niệm thế nào? Không hoài nghi, không tạp niệm, không gián đoạn. Những điều vị Bồ Tát này dạy và Đại Thế Chí Bồ Tát nói ở Pháp Hội Lăng Nghiêm hoàn toàn giống nhau. Đại Thế Chí là trợ giáo của Phật A Di Đà nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Quan Âm và Thế Chi là trợ giáo. Là bậc thượng thủ của Bồ Tát nơi cõi Tây Phương, giống như lớp trưởng của chúng ta ngày nay. Dạy chúng ta phương pháp niệm Phật, đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Hai câu tám chữ này đồ nhiếp lục căn nghĩa là sao? Dùng ngôn ngữ thời đại mà nói thì đô nhiếp lục căn chính là buông bỏ vạn duyên, tất cả đều buông bỏ. Mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm vị, cũng có nghĩa là lục căn buông bỏ lục trần, không tiếp xúc. Đôi giúp lục căn, lục căn quay vào trong, không hướng ra ngoài phan duyên nữa. Sau đó bạn mới có thể đạt được tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm là niệm thanh tịnh. Nếu bạn có tâm hoài nghi, tâm của bạn không thanh tịnh. Nếu tâm của bạn có tạp niệm thì cũng không thể thanh tịnh. Bạn xem chữ tịnh này là không hoài nghi, không tạp nhặt. Tương tục là không gián đoạn. Ý nghĩa giống như Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Chúng ta rất khó đạt được. Không hoài nghi, không tạp nhạp, không gián đoạn, thật chẳng dễ làm đâu. Vì sao vậy? Vì chúng ta không nhiếp phục được tâm mình. Làm học giả, làm công phu, điều kiện tiên quyết là phải nhiếp phục được tâm mình. Lời Mạnh Tử có dạy, giống như Đại Thế Chí Bồ Tát từng dạy. Mạnh Tử nói rằng, học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ. Có nghĩa là làm học giả không có gì khác, chỉ cần thu phục được tâm, đừng để phóng ra bên ngoài nữa là đủ rồi. Bạn xem, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, đều là duyên hướng ra ngoài. Bây giờ không hướng ra ngoài nữa, tai không nghe thấy âm thanh, mắt không nhìn thấy sắc,
thu nhiếp nó lại. Thu nhiếp lại thì tâm bạn được thanh tịnh. Đó gọi là thu nhiếp. Phải nên hiểu, nhiếp tâm chẳng phải không thấy, chẳng phải không nghe. Bạn có thể thấy, bạn có thể nghe, nhưng tâm không bị vướng mắc. Thật sự công phu, cổ nhân có nói một ví dụ rất hay: thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Bạn nghĩ xem nghĩa là sao vậy? Tôi nhìn thấy, thấy một cách rõ ràng, minh bạch. Vì sao lại nói là không thấy? Vì thấy mà không dính mắc. Công phu này không còn chỗ chê. Công phu thượng thượng thừa. Bạn thấy, bạn nghe, nhưng bạn hoàn toàn không phân biệt, không chấp trước. Đó chính là bạn đã nhiếp phục được tâm mình. Thấy là phân biệt, là chấp trước. Nghe là phân biệt, là chấp trước. Tâm của bạn hoàn toàn hướng ra ngoài. Bạn duyên vào lục trần bên ngoài. Duyên vào lục trần bên ngoài nghĩa là sao? Đó là tâm sanh tử. Đó là tâm luân hồi. Không hướng ngoài phan duyên, hướng vào trong chiếu căn tánh. Đó chính là phương pháp của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát làm thế nào để tu tập thành công? Chính là phản văn, văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Bồ Tát dùng nhĩ căn. Nghĩa căn không hướng ngoài phan duyên, mà hướng nội. Nội là gì? Nội là tự tánh. Tự tánh là thanh tịnh. Dùng nghĩa căn hay hơn dùng nhãn căn. Vì sao vậy? Vì nhãn căn bạn chỉ có thể nhìn được ba hướng, không nhìn thấy phía sau. Trên dưới cũng không nhìn thấy. Nếu như nói sáu hướng thì nó chỉ có thể nhìn thấy ba hướng. Nhĩ căn rất hay, nhĩ căn có thể nghe được sáu hướng. Trước sau phải trái trên dưới đều có thể nghe được. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát đã dùng nhĩ căn. Đối với thanh trần thì tu cái gì? Không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Đó gọi là chân tu. Điều này rất khó, không dễ dàng đâu. Tịnh Tông đã dạy chúng ta phương pháp. Tất cả quy về A-di-đà Phật. Lục căn trong cảnh giới lục trần đều đổi thành A-di-đà Phật. Cái này dễ dàng, quá dễ dàng. Ngoài A Di Đà Phật ra không có bất cứ thứ gì khác. Đó là công phu đã thành phiến. Sau chút nữa là nhất tâm bất loạn. Cho nên Thiện Đạo Đại Sư dạy rất hay. Thiện Đạo Đại Sư là Phật A Di Đà tái lai. Lời dạy của Ngài chính là lời dạy của Phật A-di-đà. Đúng là con đường gần. Thật sự nhanh chóng. 84,000 pháp môn, không pháp môn nào sánh kịp. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Thiền Tông, Mật Tông đều không bằng. Trong cuốn Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong Giảng Sanh Truyền cũng thấy được. Thật sự có rất nhiều người đã làm thực nghiệm với chúng ta, làm mô phạm cho chúng ta. 3 năm thành công. Niệm Phật đến năm thứ 3 biết được giờ đi, Phật đến tiếp dẫn, không hề bệnh tật.
đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, ra đi tiêu dao tự tại như thế. Con đường tắt tu tập phàm phu lục đạo thật sự mê mờ sâu dày, mê mờ lâu đời. Nói 3 năm giảng sanh, 3 năm là chết rồi. Pháp môn này không thể tu được, tu là sẽ chết sớm. Người ta sợ lắm, sợ không dám tu nữa. Vì sao vậy? Đối với giáo lý, đối với chân tướng sự thật hoàn toàn không biết. Ở thế gian này, bạn có sống đến 100 tuổi thì bạn cũng phải chết. Bạn không chết được chăng? Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự không chết. Các vị nên hiểu điều này. Còn sống mà về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải chết rồi mới đi. Người chết rồi còn nói được sao? Làm gì có chuyện đó. Bạn xem, lúc sắp lâm chung, người này nói với bạn, nói với những người thân rằng đã nhìn thấy Phật A-di-đà đến đón, bây giờ sẽ đi theo Phật rất rõ ràng minh bạch. Người này đã đi, không cần thân xác này nữa. Cho nên giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không chết, còn sống mà giảng sanh. Làm gì có chuyện chết mà giảng sanh được? Trên thực tế, chết cũng có thể được giảng sanh. Pháp môn của Phật A-di-đà chẳng những độ được người, mà còn độ được cả súc sanh, độ được ngạ quỷ, độ được địa ngục, phổ độ chúng sanh. Nếu như chỉ độ được người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục không độ được, thì không thể được gọi là phương tiện. Chính pháp giới chúng sanh, chỉ cần bạn có duyên gặp được thì sẽ được độ, dễ dàng như vậy thôi. Dưới đây ví dụ nói, du môn tu hành danh thụ xuất tam giới. Du môn ở đây chỉ cho 84,000 pháp môn, chỉ cho vô lượng pháp môn, chính là ngoài Tịnh Độ Tông ra. Hoặc giả tiến lên một bước nữa, ngoài trì danh niệm Phật ra, thế nào gọi là thụ xuất tam giới? Như trùng sanh trúc trung, thụ xuất tắc năng. Cây tre có từng đốt từng đốt. Nếu con trùng muốn đi ra theo con đường thẳng, mỗi một đốt nó phải đục thủng thì mới có thể chui ra. Cứ thế bò đến trên đỉnh thì chui ra. Chữ nào ở đây gọi là nan hành đạo. Đáng niệm Phật như trùng hoành xuất trúc trung, dị ư thấu thoát, thị hoành xuất tam giới, xưng dị hành đạo. Con trùng này không cần phải đục thủng từng đốt của cây tre, nó từ bên cạnh đục thủng cạnh cây tre là có thể chui ra được rồi. Nó không cần phải làm cách phiền phức trên.
Đây là từ ví dụ nói. Cách nào dễ, cách nào khó? Ví dụ này rất rõ ràng. Dụ cho đường tắt, vì nó thẳng tới, thành công nhanh chóng. Đặc biệt chỉ trì danh. Đường tắt trong những con đường gần, nó dễ dàng, thẳng tới, không đi đường vòng. Cho nên nó thành công tấn tốc. Kinh Di Đà có dạy chúng ta rằng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến bảy ngày. Bạn xem có nhanh không? Chúng ta thấy trong cuốn Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đời Tống Pháp Sư Doanh Kha, từ khi Ngài tiếp xúc với Tịnh Độ, xem giảng sanh truyền, Ngài rất cảm động. Ngài thực sự phát tâm niệm danh hiệu Phật đến cuối cùng. 3 ngày 3夜, 3 ngày 3đêm không ngủ nghỉ. Ngay cả cơm nước cũng quên mất. Phật A-di-đà đã đến. Phật A-di-đà đã nói với Ngài, ông còn sống 10 năm nữa. Khuyên Ngài chuyên cần niệm Phật. Khi Ngài mệnh chung, Phật A-di-đà đã đến tiếp dẫn Ngài. Ngài thương lượng với Phật A-di-đà. Ngài nói, thọ mạng 10 năm nữa, con không cần, con đi theo Ngài bây giờ thôi. Vì sao vậy? Vì liệt căn tánh của con quá nghiêm trọng, phiền não tập khí sâu dày. Còn sống thêm 10 năm nữa, không biết sẽ tạo bao nhiêu ác nghiệp, sợ rằng không giảng sanh được. Cho nên 10 năm thọ mạng con không cần nữa, mà con đi theo Ngài bây giờ. Phật A-di-đà đã hứa cả. Được, 3 ngày sau ta sẽ đến đón ông. Đây là biểu pháp. Vì sao Phật A-di-đà không dẫn Ngài đi ngay lúc đó, mà phải quản lại 3 ngày, kêu Ngài nói với đại chúng trong chùa? Đây là một vị tỳ kheo phá giới, không giữ thanh quy. Ở trong ngôi chùa này ác danh lẫy lừng, chẳng ai là không biết Ngài tạo ác nghiệp. Ngài niệm Phật cầu giảng sanh là vì sợ tương lai đọa vào địa ngục. Vì những việc làm của Ngài, coi trong cuốn giới luật thì hoàn toàn phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Ngài quá sợ hãi. Ngài hỏi các bạn, có cách nào để không bị đọa vào địa ngục chăng? Có người tặng cho Ngài cuốn giảng sanh truyền. Bạn xem, những người này niệm Phật giảng sanh không đọa vào địa ngục. Ngài phát tâm như vậy. Cho nên nói, Ngài sợ khổ địa ngục, phát Bồ Đề tâm, cầu sanh Tịnh Độ. Cái tâm phát tâm cầu sanh Tịnh Độ này, trong cuốn Yếu Giải Ngẫu Ích đại sư dạy rằng, đó chính là tâm Đại Bồ Đề. Ngài không hiểu gì hết. Cái gì gọi là Bồ Đề tâm Ngài cũng không biết, nhưng chỉ một lòng cầu sanh Tịnh Độ.
Các vị thử nghĩ xem, tâm cầu sanh tịnh độ nếu không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, giảng sanh được chăng? Giảng sanh không được. Tâm đó nhất định phải là chân tâm, chứ không phải là vọng tâm. Chân tâm chính là tâm Bồ Đề, tâm chân thành. Trong cuốn Yếu Giải, Ngô Ích Đại Sư nói rất hay. Dạng ví dụ này trong cuốn Giảng Sanh Truyện chúng ta thấy rất nhiều. Trong những bạn đồng tu hiện tại đây cũng có. Chỉ cần chúng ta chú ý một chút là có thể nhận ra là sự thật. Chẳng phải là giả. Mấy năm nay, thời gian tôi sống ở Hồng Kông nhiều hơn. Hồng Kông cách Thâm Quyến rất gần. Ở Thâm Quyến có một vị cư sĩ tên là Hoàng Trung Sướng, ngoài 30 tuổi. Nghe được pháp môn này, anh ta phát tâm làm thí nghiệm cho mọi người. Tự mình thử xem. Nhập thất 3 năm. Ở trong thất, mỗi ngày đọc một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Ngoài ra đều niệm Phật. Ngày đêm không gián đoạn. Mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại tiếp tục niệm. 2 năm 10 tháng. Biết được giờ đi. Phật A-di-đà đến tiếp dẫn anh ta đi. Còn 2 tháng nữa là đủ 3 năm. Thật sự ra đi, không bị bệnh, còn rất trẻ. Tướng tốt khi hữu, sau khi hỏa táng lưu lại xá lợi. Hiện tại còn an trí ở Thâm Quyến, trong một đạo tràng nhỏ. Người ta vì anh này mà dựng một cái tháp. Những chữ trên tháp là do tôi viết. Nghe tôi giảng kinh được mấy năm, phát tâm làm thí nghiệm đã thành công. Nói cho quý vị biết, đó là sự thật, không phải là dối gạt đâu. Giảng sanh không khó. Vấn đề ở chỗ bạn có chịu làm hay không, bạn có chịu buông bỏ hay không. Một chút thực sự ở chỗ này đấy. Có chịu buông bỏ không? Có buông bỏ được hay không? Buông bỏ là không lo bất cứ chuyện gì nữa. Tốt cũng được, không tốt cũng được. Tất cả những chuyện trên thế gian này đều buông bỏ hết. Sống trên thế gian này, còn sống một ngày thì thật sự niệm một ngày. Hàng ngày đều nghĩ rằng đây là ngày cuối cùng của mình. Xem tiếp đoạn thứ hai dưới đây. Quán tượng niệm Phật. Dưới trần cúng thành tượng. Chú mục quán thị. Đây là quán tượng niệm Phật trong thập lục quán.
bạn có thể chọn một tượng Phật mà bạn yêu thích. Tượng Phật A-di-đà, bạn cung phụng. Hằng ngày nhìn tượng Phật, khiến cho tượng Phật này in sâu vào trong đầu của bạn. Phật giáo nói là trong A-lại gia thức. Hằng ngày nhìn tượng Phật, thời thời khắc khắc nghĩ đến. Đáng tượng tài khả tu, ly tượng tắc năng, tịnh nhân dị đoạn, tương tục thậm văn. Cố dân, tượng khứ hoàng vô, nhân thành gián đoạn. Cho nên ở đây không có phương tiện tỳ danh, bởi vì bạn có tỉnh thức, bạn có Phật đường, bạn ở trong Phật đường có thể tu được. Ra khỏi Phật đường thì tượng Phật không còn ở trước mắt bạn nữa. Nhưng mà ngày nay có cách gì tiện lợi đây? Ngày nay máy chụp hình rất tiện lợi. Bạn chụp lại hình tượng Phật trong Phật đường của bạn, thời thời khắc khắc để ở bên mình, thời thời khắc khắc mang ra xem. Ngày xưa không có thiết bị khoa học, bạn ra khỏi Phật đường là công phu bị gián đoạn. Cho nên khi gián đoạn, khi tương tục, tương khứ hoàng vô, nhân thành gián đoạn. Cố kỵ phương tiện, bất như trì danh niệm Phật, chi tùy thời tùy, địa khả dĩ tu giả. Đoạn này nói quán tượng không bằng niệm Phật. Thứ ba là quán tưởng niệm Phật, tức quán kinh sở thuyết. Dĩ ngã tâm mục, tưởng bỉ Như Lai. Đảng phàm phu chi tâm tán loạn phù đồng, tiên hữu tỉnh định chi thời, nan nhập di diệu chi quán. Đây là nói sự thật. Phàm phu tâm thật sự dao động, không thể định được. Tuy có quán, nhưng những cảnh giới quán không thể xuất hiện. Cố viết cảnh tế tâm thu, diệu quán năng thành. Đây là sự thật, không phải giả đâu. Trong 16 quán, quán thứ 16 là trì danh. Cho nên trì danh cũng ở trong 16 quán. Phật Pháp và truyền thống cổ lão của Trung Quốc có rất nhiều khái niệm tương đồng. Người Trung Quốc đem thứ tốt nhất đặt ở cuối cùng. Cổ Ấn Độ cũng có tập quán này. Ngay cả pháp môn mà Đạo Phật nói, pháp môn tối thắng nhất chắc chắn đặt ở sau cùng. Hai mươi lăm viên thông trong kinh Lăng Nghiêm, Quán Thế Âm Bồ Tát đặt ở cuối cùng. Đại Thế Chí Bồ Tát sắp ở cuối cùng. Cuối cùng là thù thắng nhất. Không căn cứ sắp đặt theo thứ lớp, Quán Âm Thế Chí là hai, chẳng phải là một người.
Cho nên rất nhiều người không sâu sắc nên bỏ qua, không nhìn thấy vấn đề. Phương pháp sắp xếp là lục căn, lục thức, lục trần, thất đại, 25 viên thông. Quán Âm Bồ Tát dùng nhĩ căn. Nếu y theo thứ lớp mà sắp thì Quán Âm Bồ Tát phải sắp thứ hai. Thứ nhất là nhãn căn, thứ hai là nhĩ căn. Di Lặc Bồ Tát là thức đại trong thức đại. Địa thủy quả không, không kiến thức. Thức đại phải sắp ở cuối cùng. Vị trí sắp đặt này không y theo thứ lớp. Quán Âm Bồ Tát sắp thứ 25. Đại Thế Chí Bồ Tát là căn đại. Trong thất đại, địa thủy quả phong không kiến thức. Kiến là căn đại, phải đứng ở vị trí trước Di Lặc Bồ Tát là thất đại. Di Lặc Bồ Tát đứng cuối cùng, nhưng rốt cuộc Quán Âm Bồ Tát lại đứng cuối cùng. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát, hai người đổi vị trí cho nhau. Di Lặc Bồ Tát đứng thứ 23, còn Đại Thế Chí Bồ Tát đứng thứ 24. Cho nên đọc bộ kinh này bạn cần nên chú ý hai pháp môn đặc biệt, chứ không phải là một. Đó chính là pháp môn nhĩ căn viên thông của Quán Thế Âm Bồ Tát và pháp môn niệm Phật viên thông của Đại Thế Chí Bồ Tát. Vì sao đặt Quán Âm Bồ Tát ở sau cùng mà không để Đại Thế Chí Bồ Tát ở sau cùng? Pháp môn của Đại Thế Chí Bồ Tát là ứng biến pháp với căn cơ của chúng sanh trong giới hư không giới, vô cùng rộng lớn. Đương nhiên cũng bao gồm cả thế giới của chúng ta ở trong đó. Còn pháp môn nhĩ căn viên thông của Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ thích hợp với căn cơ của chúng sanh trong thế giới này. Chúng sanh trong cõi ta bà thế giới nhĩ căn lành nhất. Có đôi khi thấy không rõ ràng nhưng lại nghe rõ ràng. Thích ứng nhất với căn cơ hiện nay đặt ở sau cùng. Cái này quan trọng lắm. Không phải là pháp môn đặc biệt mà là hai pháp môn đặc biệt. Hai pháp môn đặc biệt đều ở tịnh độ. Cho nên tu quán tâm phải tỉ mỉ, phải thanh tịnh. Thật sự thanh tịnh bình đẳng thì tu quán mới có thể thành tựu. Không có tâm thanh tịnh bình đẳng thì tu quán rất khó khăn. Cố bất như trì danh, chi phương tiện dị hành. Bất vấn thường trí hạ ngu. Vô luận khổ lạc mang nhạc, nhân nhân năng niệm, cá cá khả hành. Chỉ là pháp môn trì danh. Bạn nghĩ xem, pháp môn này thù thắng quá đấy. Thật tiện lợi. Thượng trí. Trước đây có giảng là chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư. Hạ ngu là chỉ cho người già nơi nông thôn, không biết chữ, không nghe kinh, không hiểu gì hết.
Người ta dạy họ niệm một câu A-di-đà Phật vì có thiền căn, nên họ tin tưởng, họ thật sự niệm, rốt cuộc cũng được giảng sanh, đã thành công rồi. Vô luận khổ lạc mang nhạc, nhân nhân năng niệm, cá cá khả hạnh. Trong bốn loại niệm Phật, trì danh là thù thắng. Cuối cùng là thật tướng niệm Phật. Diễn ly sanh diệt, hữu vô năng sở, ngôn thiết danh tự, tâm duyên đẳng tướng. Diễn ly, chúng ta thấy những điều trên đây là tương đối. Sanh diệt là tương đối, hữu vô là tương đối, năng sở là tương đối, tất cả là tương đối. Tương đối không còn nghĩa là sao? Là nhập bất nhị pháp môn. Đúng, thật tướng niệm Phật thật sự không nhập bất nhị pháp môn thì không thể tu được. Cho nên ai là người tu thật tướng niệm Phật đây? Công phu niệm Phật, đoạn hết kiến tư phiền não và trần sa phiền não, phá được một phần vô minh phiền não, siêu diệt thập pháp giới, sanh về thật báo đang nghiêm độ. Người này còn niệm Phật không? Còn niệm, khi đó gọi là thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là lý nhất tâm bất loạn. Nói về nhất tâm bất loạn gồm có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Lý nhất tâm bất loạn, sanh về thật báo trang nghiêm độ. Như thế chúng ta biết rằng pháp thân đại sĩ ở thật báo trang nghiêm độ, họ niệm Phật A-di-đà là thật tướng niệm Phật. Cho nên bây giờ chúng ta làm được. Chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì làm được. Vì sao vậy? Vì bổn nguyện quái thần của Phật A-di-đà gia trì. Phàm thánh đồng cư, độ hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng được làm Bồ Tát A-duy diệt trí. A-duy diệt trí Bồ Tát niệm Phật là thật tướng niệm Phật. Hay không thể tả được. Thế nào gọi là thật tướng? Dưới đây có mấy câu giải thích. Chuyên niệm tự tánh bốn cụ thiên chân chi Phật, phải cần không khởi tâm, không động niệm, cảnh giới tự tánh hiện tiền, khởi tâm động niệm thì cảnh giới này không hiện tiền. Đản dĩ chúng sanh dị xuất luân hồi, sanh diệt chi tâm niệm niệm tương tục. Lục đạo chúng sanh không thể tu được. Như Viên Giác Kinh Văn, dị xuất luân hồi nhi biện viên giác, mỹ viên giác tánh tức đồng lưu chuyển, nhược xuất luân hồi vô hữu thị xứ. Dị xuất luân hồi, lục đạo chúng sanh chưa ra khỏi luân hồi.
bạn muốn biện biệt viên giác. Viên giác là đại giác viên mãn. Như Lai cứu cánh quả đức. Ngày nay chúng sanh trong lục đạo luân hồi, chúng ta nghiên cứu viên giác, chúng ta phân biệt viên giác, chúng ta muốn lý giải viên giác, có thể làm được không? Không thể. Vì sao vậy? Vì tánh viên giác và tâm luân hồi hỗn độn với nhau. Lưu chuyển chính là luân hồi. Trên thực tế, tâm luân hồi và viên giác tánh là một chẳng phải hai. Mê là tâm luân hồi, ngộ là viên giác tánh. Phải phá mê khai ngộ mới được. Cửa mê chưa phá thì làm sao nghiên cứu? Nghiên cứu không được. Vì sao vậy? Vì tâm nghiên cứu là thức thứ sáu, là tâm phân biệt. Công năng của thức thứ sáu thật sự không thể nghĩ bàn. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật dạy chúng ta rằng, đối với bên ngoài, năng duyên hư không pháp giới, đối với bên trong, năng duyên thức A Lại Gia. Nhưng không duyên được tự tánh. Duyên giác tánh là tự tánh thì nó không duyên được. Bạn thường thấy duyên giác tánh trong kinh điển, duyên giác tánh cùng với tâm luân hồi ý nghĩa giống nhau. Nó đã biến thành luân hồi rồi. Ý muốn nói rằng không thật sự công phu. Hàng ngày chúng ta nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu kinh điển có thể ra khỏi luân hồi được chăng? Không có lý đó. Bạn dùng tâm luân hồi nghiên cứu Phật giáo thì Phật giáo cũng là luân hồi giáo. Nên nhớ câu này: nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm của chúng ta như thế nào thì pháp sanh ra như thế ấy. Bạn dùng tâm luân hồi xem Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Kinh sẽ là luân hồi pháp, là thiện pháp trong lục đạo luân hồi. Tu tập hay đi nữa thì tương lai cũng chỉ sanh về 28 tầng trời trong lục đạo, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Điều này cần nên hiểu. Làm thế nào để ra khỏi luân hồi lục đạo? Buông bỏ phân biệt chấp trước là siêu diệt luân hồi, là siêu diệt lục đạo. Còn dùng tâm phân biệt chấp trước thì không ra khỏi được luân hồi. Điều này chẳng thể không biết. Những lời Đức Phật dạy trong kinh đều là sự thật. Chúng ta coi đoạn kế tiếp. Hữu hà huống luân chuyển sanh tử cấu tâm tằng dị thanh tịnh, quán Phật viên giác nhi bất toàn phục. Mấy câu này là ở trong kinh viên giác. Luân hồi sanh tử cấu tâm, đây nói về phàm phu lục đạo. Tâm của phàm phu lục đạo không thanh tịnh,
Vì sao vậy? Vì chưa phá ngã chấp. Cùng với ngã chấp sanh khởi chính là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, ngũ dục lục trần. Những thứ này không thể rời xa bạn. Bạn cũng không muốn buông bỏ. Rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc bạn nhiều đời lưu chuyển. Bất cứ con đường nào trong luân hồi, bạn cũng không thể ở đó luôn, chỉ ở đó tạm thời thôi. Theo nghiệp lực dẫn dắt mà bạn luân chuyển trong lục đạo, đúng là khổ không tả hết. Bạn xem, vọng niệm trước diệt, vọng niệm sau sanh, từng niệm tiếp nối. Bạn quan sát kỹ mà xem, có vọng niệm nào chẳng phải tự tư tự lợi? Có vọng niệm nào chẳng phải tham sân si mạng? Đó là gì? Đó gọi là tạo nghiệp luân hồi. Thân không tạo nghiệp, miệng không tạo nghiệp, tâm niệm tạo, gọi là ý nghiệp. Mặc dù bạn là người học Phật, quán Phật viên giác, vì bất toàn phục. Toàn phục có nghĩa là gì? Là khởi tâm động niệm. Bạn học kinh điển Đại Thừa, bạn học Nhất Thừa Kinh Giáo như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, bạn vẫn còn khởi tâm động niệm. Dưới đây Hoàng lão cho một ví dụ. Ví dụ này ở trong kinh. Ví như thái mạc trùng có thể đậu ở khắp nơi, nhưng không thể đậu trên ngọn lửa. Trong kinh Phật nói đến thái mạc trùng là chỉ cho cái gì? Ngày nay chúng ta gọi là virus. Đúng vậy, virus nơi nào cũng có. Nhưng mà nó sợ lửa, cho nên sát trùng dùng cách nào? Dùng nhiệt độ cao. Dưới nhiệt độ ấm thì virus không thể tồn tại, nó sẽ bị tiêu diệt. Đây là ví dụ cho tâm chúng sanh, tâm luân hồi, xứ xứ năng duyên, độc bất năng duyên ư bát nhã. Ý nghĩa của câu này rất thâm sâu, chẳng thể không hiểu. Đây là nói đến tâm phan duyên của mình, vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn. Loại tâm này tài năng rất giỏi. Ngày nay khoa học, triết học đều dùng cái tâm này phát minh ra những dụng cụ khoa học tân tiến, đều do tâm này. Nhưng nó lại không duyên được bát nhã. Bát nhã là gì? Là trí huệ. Vì sao vậy? Trí huệ từ thiền định mà có. Chỉ có tâm định. Buông bỏ hết tâm phân biệt chấp trước thì bát nhã mới có thể hiện tiền.
tâm phân biệt chấp trước không buông bỏ, thì những thứ bạn nghiên cứu được là gì? Đó là tri thức. Tri thức không giống với trí huệ. Vì sao vậy? Vì trí huệ trong tự tánh vốn sẵn có, nhất định phải tương ưng với tự tánh thì trí huệ mới hiện tiền. Chúng ta biết rằng trí huệ của chúng ta, tự tánh vốn sẵn có trí huệ vô lượng vô biên, ngày nay không hề nhận được một chút nào. Nguyên nhân gì vậy? Đức Phật dạy chúng ta bị ba loại chướng ngại che khuất. Thứ nhất là vô minh, phiền não. Thứ hai là trần sa, phiền não. Thứ ba là kiến tư, phiền não. Ba loại chướng ngại này đã che khuất tự tánh. Trong tự tánh có đầy đủ đức tướng và trí huệ bát nhã, hoàn toàn không hiển lộ được. Mục đích giáo hóa của chư Phật Như Lai không gì khác, ngoài việc đem chân tướng sự thật này giảng giải rõ ràng minh bạch. Chúng sanh thật sự giác ngộ, buông bỏ ba loại chướng ngại này thì sẽ thành Phật. Trí huệ, đức tướng, thần thông, đạo lực của chúng ta và Phật không hai không khác. Ngài có thể nói vô lượng vô biên 12 bộ kinh, bạn cũng có thể nói được. Bạn không kém Đức Phật một điều gì. Vấn đề ở chỗ Đức Phật đã bỏ hết chướng ngại. Nhưng chúng ta vẫn còn chướng ngại. Chỉ cần chính mình chịu buông bỏ, buông bỏ là được. Phàm phu thành Phật, chẳng những trên lý luận nói là một niệm, mà chân tướng sự thật cũng là một niệm. Ngày xưa Đức Thế Tôn ở dưới cội Bồ Đề đã thực nghiệm cho chúng ta thấy. Ngài nhập định, buông bỏ khởi tâm động niệm là thành Phật. Ở Trung Quốc vào triều Đường, Lục Tổ Huệ Năng đại sư ở Thất Vương Trường của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cang, giải đến câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, Ngài buông bỏ khởi tâm động niệm, hồi quy tự tánh, kiến tánh thành Phật. Lục Tổ Huệ Năng thị hiện cho chúng ta là 24 tuổi. Đức Phật Thích Ca thị hiện cho chúng ta là 30 tuổi. Điều này cho chúng ta thấy buông bỏ là đúng. Vì sao bạn không chịu buông bỏ? Vì sao bạn vẫn còn so đo tính toán? Lý và sự là một chẳng phải hai, nhưng mà người ta nói rằng khó quá. À,
Tôi cũng nói là rất khó. Khi tôi mới học Phật, Chương gia đại sư cũng nói là khó, không thể không thừa nhận là khó. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ thời gian mê muội của chúng ta quá dài, lâu đời lâu kiếp đến ngày nay, thời gian mê muội quá lâu, mê muội sâu dày, mê muội nghiêm trọng. Tuy ngày nay hiểu được nhưng vẫn không thể quay đầu lại. Cho nên Như Lai có pháp môn phương tiện. Pháp môn phương tiện này chính là muốn chúng ta chuyển tạp niệm thành A-di-đà Phật. Điều này rất dễ. Chuyển biến thành A-di-đà Phật, tuy chúng ta trong một đời này không thể khai ngộ, nếu chúng ta niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì sẽ khai ngộ, thì cảnh giới sẽ cùng với Phật Thích Ca Như Lai, cùng với Lục Tổ Đại Sư. Đó là bậc thượng thượng căn. Chúng ta không phải là hàng thượng thượng căn nên không làm được, nên phải lão thật niệm Phật. Lão thật niệm Phật thì trong một đời chắc chắn thành công. Nếu như thật sự hạ thủ công phu thì chư vị tiền bối đã làm mô phạm cho chúng ta thấy. Không quá 3 năm, chúng ta tin tưởng rằng trong vòng 3 năm chúng ta sẽ làm được. Hoàng Trung Sứ làm được, vì sao chúng ta làm không được? Làm gì có lý đó? Cực nhanh. Nên biết rằng chúng ta sống trên thế gian này, muốn học đến đề gì tiến sĩ, phải học 20 mấy năm. Còn phàm phu muốn thành Phật chỉ có 3 năm. Không phải giả đâu, thật sự đó. Trên người có một chút bệnh, nếu bạn thật sự niệm Phật thì chỉ 1 tuần thôi là bệnh hết liền. Vì sao vậy? Vì tâm thái chuyển tốt rồi. Tật bệnh là gì? Tật bệnh do phiền não mà có. Ngũ độc tham sân si mạng nghi lạc bệnh căn. Quán hận não nộ phiền là bệnh duyên. Bạn xem, trong đây có bệnh chân, thêm vào đó 5 loại duyên nữa, thì tế bào bình thường của bạn sẽ biến thành tế bào bệnh tật. Bạn sẽ bị bệnh, và bạn sẽ thống khổ. Quán hận não nộ phiền buông bỏ hết, có quan ức cỡ nào cũng không quán hận người. Cũng chẳng nổi nóng. Bảo trì tâm bình khí hòa, tham sân si mạng buông bỏ, thì bệnh của bạn không cần chữa mà khỏi. Bạn đi khám bệnh, bác sĩ chữa cho bạn rất dễ, rất mau khỏi. Cho nên hết bệnh, trong đó 7 phần do tâm thái, còn 3 phần là do thuốc. Không cần 3 phần thuốc, nếu tâm thái vui vẻ thì bệnh tật cũng hết. Đó là lý này. Trong đây không có gì là thần bí cả. Đó là nói về sinh lý, nói về tâm lý cho bạn. Tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý. Tâm lý khỏe mạnh thì sinh lý sẽ khỏe mạnh. Tâm lý không mạnh khỏe, muốn cho thân thể mạnh khỏe là rất khó.
thể dục thế nào cũng vô dụng thôi. Thể dục tẩm bổ đều không có hiệu quả. Phật pháp dạy chúng ta đạo lý này. Trí huệ và tri thức là hai, nhất định chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Chúng ta dùng thức thứ sáu để học, những thứ học được chính là tri thức. Chúng ta buông bỏ phân biệt chấp trước, cũng có nghĩa là chấp trước là thức thứ bảy, phân biệt là thức thứ tám. Chúng ta không dùng thức thứ sáu, thức thứ bảy thì trí huệ sẽ hiện tiền. Trí huệ hiện tiền thì có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề, không bị di chứng. Học Phật nghĩa là sao? Học Phật nghĩa là khai trí huệ. Học khai trí huệ thì phải trì giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Cho nên vì sao chư Phật Như Lai và chư vị tổ sư đều chú trọng đến việc trì giới? Bởi vì nếu bạn không có giới luật thì bạn tiêu đời rồi. Suốt đời sống trong Phật pháp thì cũng chỉ học được một số tri thức mà thôi. Bạn không thể khai trí huệ. Cái lý ở chỗ này. Thì dĩ thật tướng chi Phật, viên giác chi tánh. Tuy nhiên chúng sanh bổn cụ, đảng nhân dòng tâm niệm niệm sanh diệt, nghi bất năng quan. Đoạn này nói rất rõ ràng. Bạn sẽ không thể quán. Quán là ly tâm ý thức. Đạo Phật nói là quán chiếu. Chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Bạn mới có thể hiểu được chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Có vọng tâm. Vọng tâm ở đây là chỉ cho vọng tưởng phân biệt chấp trước, đều là niệm niệm sanh diệt. Vô thỉ vô minh phiền não cũng là niệm niệm sanh diệt. Cố quán Phật Tam Muội Kinh, Phật cáo phụ dương: chư Phật bổn đức chân như thật tướng đẳng, phi thị phàm phu sở hành cảnh giới, cố khuyên phụ dương niệm Phật giả. Đoạn trước chúng ta đọc qua rồi, bây giờ lại lặp lại. Đức Phật thuyết pháp không sợ lặp lại. Vì sao vậy? Vì phàm phu chúng ta rất dễ quên. Trước kia có nghe nhưng lại quên. Cho nên Thế Tôn luôn luôn nhắc lại. Hy vọng chúng ta không lãng quên nữa. Ý nghĩa thứ hai là Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, thính chúng không cố định. Người cũ thì đoạn trước có nghe rồi, nhưng người mới đến hôm nay lại không được nghe. Đó là tâm từ bi bình đẳng. Phương diện nào cũng lo chu đáo. Do thượng khả kiến, niệm Phật pháp môn ư chư pháp trung xưng di kính lộ. Nghi tứ chủng niệm Phật trung, trì danh niệm Phật canh di phương tiện cứu cánh. Cố xưng di kính trung chi kính. Đây là con đường tắt, không gì gần bằng con đường này. Phật đã dạy cho chúng ta pháp môn này. Nói cách khác, Đức Phật đem pháp môn phàm phu một đời thành Phật truyền lại cho chúng ta. Chúng ta là phàm phu. Một đời này có thể thành tựu được hay không?
Điều này phải xem thiện căn phước đức của bạn. Duyên đầy đủ nói cho bạn rồi. Thiện căn là gì? Lòng tin chân thật, thật sự hiểu rõ. Phước đức là gì? Là thật sự hạ thủ công phu. Cái xong rồi thật sự hạ thủ công phu, bạn có phước, một đời này bạn sẽ thành Phật. Phước báo của thế và suốt thế gian còn lớn hơn sự thành Phật hay sao? Thành Phật đạt đến cứu cánh, đạt đến đỉnh điểm. Đời này chúng ta được thân người, được gặp chánh pháp, có thể không cảm ơn sao? Dùng cái gì để báo ân? Chuyên cần tu tập, trong đời này quyết định giảng sanh là báo ân Phật rồi. Nếu như đời này không được giảng sanh thì chúng ta quá thành một người vong ân bội nghĩa mất rồi. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta ngưng tại đây.